Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Hồ Thị Lý, sinh năm 1950, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Đây là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Căn nhà trao tặng cho bà Hồ Thị Lý có diện tích 30m², tổng kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng, do công ty cổ phần hữu hạn Vedan và nhóm thiện nguyện Hũ Gạo Tình Thương, ấp Thanh Bình, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tài trợ. Dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhà tài trợ còn tặng nhiều vật dụng gia đình với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng, giúp bà Lý sớm ổn định cuộc sống trong căn nhà mới.